Ôn chào bà. Băng luôn hả? Dạ bà. Đẹp đẹp quá, măng luôn dơ sao trời. Đúng rồi, bà măng con dài mua đen quá. Ừ, bà măng ngon mà. Dài bà đẹp, giờ con luôn á. Dạ, con chào bà. Cảm ơn con. Dạ, con chào bà, cô. Bà đây, bà. Chào con. Dạ, con xin mời ạ. Mẹ lên truyền hình nha, người tươi lên nha. Truyền hình đúng à. Trời ơi, ngon lắm à. Ngon lành. Ừ. Bà có thấy con truyền hình chưa? Trời ơi, tôi coi hoài. Coi hoài luôn hả? Nhìn ngoài thấy giống truyền hình không? Sao mà ở ngoài đẹp hơn à? Đẹp hơn mà hả? Ừ, thiệt, nó thiệt, bà không định con đâu. Dạ, thôi chết mẹ, thôi. Ủa, sao vậy bà? Thôi kì bà không đợi hơi. Để đeo cho bà đẹp đi, trời ơi. Trời, vàng tao nói đỏ tai luôn. Vàng mới mua hả bà? Sao sáng quá. Này, chắc cất lâu lắm rồi bà. Lâu trời, không có đâu. Cái bộ này cất lâu chưa? Lâu lắm rồi. Nhiều rồi. Hả? Hồi đám cưới này nay là mười mấy năm, 20 năm. Ủa? Wow. Đám cưới mười mấy năm hả? Đám cưới cháu, đám cháu. Trời ơi, con tưởng bà đám cưới cách đây mười mấy năm. Cháu nội á. À, đám cưới cháu nội á. À. Còn đám cưới bà cách đây bao lâu rồi? 70 năm rồi mà bà có 20 mấy tuổi, bà đã có chồng rồi. Dạ. 20 mấy tuổi có chồng, nay bao nhiêu rồi bà? Nay 87 rồi con. Trời ơi. Bây giờ xin mời bà giới thiệu về mình cho mọi người biết ạ. À. Dòm rau thì dòm rau. Dạ, bà chính con nè. Dạ. Xem tôi thấy gì rất đẹp dùm cô à. Đấy nó, tụi nó đẹp ở đây đẹp hơn nè. Trời ơi, bà thấy tôi đẹp và nhìn hoài. Chào chú Quyền Linh. Dạ, chào bà. À, rồi chào cô Lê Lộc. Dạ, con chào bà. Tôi là Nguyễn Thị Xê, 87 tuổi. Dạ. À, hôm nay có chung vui lợi lần gặp Quyền Linh. Dạ. À, với cô Lê Lộc nha. Dạ. Chúc mừng nha. Dạ, cảm ơn bà. Dễ gì gặp đó con ha. Dạ. Bà ở đâu bà? Bà ở Cần Thơ. Quên giới thiệu Cần Thơ. Cần Thơ hả? À, ở Cần Thơ lên đây luôn hả? À, đi hồi 4 giờ con. Trời ơi, ở thành phố Cần Thơ luôn mà hả? Dạ. Có vườn ruộng gì vậy mà. Trời ơi, ở đó cũng ít vậy thôi. Vài công nhờ con. Quá dữ luôn. Vì chồng chú chồng đồi bà vậy. Dạ, thành phố Cần Thơ mà có vài công là dữ lắm rồi. Dạ, vậy hả chú? Ờ. Dạ, bà có cái khúc nào mà không xài không? Hỏi bà có cháu nào không? Chứ con hỏi khúc nào không xài. Bà còn cháu nào chưa có gia đình không bà? Hết trơn. Dạ, con xin mời cô giới thiệu về mình ạ. À. Chào cả nhà. Mình tên là Nguyễn Thúy Tư. 58 tuổi. Mình làm dâu mẹ được 35 năm. Wow. Chị 58 tuổi hả? Ờ, đúng rồi. Trời ơi, nhìn chị trẻ em. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bà còn nhớ 30 mấy năm trước khi bà gặp cô dâu này nè, bà cảm nhận như thế nào? Hồi trước á là thằng con của bà nó quen con dâu này nè. Dạ. À, cũng quen khoảng năm mấy, nhưng mà rồi á nó về nó cứ nói hoài thủ thỉ hoài mà bà chưa có ừ. Nó nói con nói vô nghe vậy nè: mẹ chết, cha có vợ khác ở bên anh trai. Thì cái nó con đâu về giúp coi nha. Thì đem về thì thấy cũng được, cao ráo chỉnh rắn cũng được nha. Đó thấy à. Dạ. Rồi cái bà mới cưới. Dạ. Ừ ha. Cô quen với ông xã cô là dạ, được 5 rưỡi. Dạ. Thì mới biết tin rằng là bà Vũ này nè, là bà không thích người miền Trung. Bà có 4 đứa con trai mà bà nói là không có đứa nào lấy vợ miền Trung nghe. Nói chuyện tao nghe được, chọt chẹt tao ghét lắm. Chị cũng nói thiệt Quỳnh Linh là chị nghe vậy là chị buồn lắm. Chị về chị về nói với ông xã chị: anh về mà anh nói về Vũ với ba. Bởi gia đình mà khi nào mà hiểu, thông cảm được thì mình tiến tới, mà không được thì thôi. Yeah. Ông xã mình chạy tới chạy lui nói sao thì cũng có biết. Yeah. Cách 1.5 năm sau, ông nói là thôi được rồi, Vũ chịu rồi. Ha, mừng, nghe mừng lắm. Bắt đầu đưa về. Khi mà chị đi về đó, chị còn ấn tượng tới bây giờ luôn. Khi chị đi về là bà con chủ bác ngồi nhóc cái chân vậy đó. Bà Vũ này đang trẻ mà khó lắm thiệt. Rồi bắt đầu kêu này: lại đây biểu cái con ha. Rồi bắt đầu chị lại trong dòm nghe dòm từ trên xuống dưới vậy đó.
rồi gom từ dưới lên trên, rồi nắm cái tay chị vậy nè. Dạ. Nắm cái tay này, trời ơi con bé có cái tay đẹp quá ta. Mà đẹp chắc không biết làm gì anh. Hả? Chịu rồi nha. Nói vậy luôn hả? Nói vậy luôn. Trời ơi. Ờ, sốc quá, sốc quá. Sốc lắm. Mà chị tay lắm. Chị có ấn tượng luôn đó Quỳnh Linh, nói thiệt. Rồi bắt đầu chị biết là chắc mình biết số phận mình rồi. Mấy tháng sau là đám cưới. Chị cũng nói thiệt với Quỳnh Linh là chị không có mẹ. Ba chị thì lấy vợ khác rồi. Còn là chị ở với mấy anh trai à. Nên mà mình khi mình về là mình nghĩ là có mẹ chồng là chắc mình hạnh phúc. Tình cảm giữa mẹ con nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. Bà mẹ chị khó lắm, khó khủng khiếp lắm. Cái gì con dâu làm cũng vừa lòng bà nhà chồng. Ông xã chị ông đi công tác suốt. Rồi là chị về ở nhà với bà Vũ. Có nhiều khi chị cũng nói thiệt với Quyền Linh, với Lê Lộc là chị muốn bỏ cuộc. Vì mình không còn ai để mà tâm sự hết chắn. Nhưng mà ông xã chị, ông... Nhưng mà bà làm gì mà... Khó lắm. Thí dụ là em biết không, nấu nướng là ăn thì bà chê. Mà bà không có thích mình nên là bà lần đầu tiên là bà đã không rồi, thích mình rồi. Nướng chê rồi còn gì chê nữa. Cái gì cũng chê hết trơn á. Nói thiệt, đại khái là không có cái gì mà bà vừa lòng bà Vũ mình. Hôm nay mình nói thiệt. Nhưng mà lại gần bà có quan tâm này kia không hay là vẫn chê chị không, luôn? Không chê, nhưng mà ông xã chị là ông gánh bác hết. Còn bữa chị tuyệt vọng á. Chị nói là thôi, đợt này là chị chịu nổi. Bà đã không thích người mình trúng mình rồi. Rồi cái gì cũng vừa lòng rồi. Có nào chị khóc không? Khóc hoài luôn. Chị nói thiệt, chị khóc mà chị không có biết tâm sự với ai hết á. Chị về bữa đó là chị nói với ông xã chị á. Chị về kêu ông xã chị lại ra ngoài quán cà phê chứ đâu dám ngồi trong nhà. Khi đó là bức xúc mà Quyền Linh nói hết luôn. Ông ngồi ông nghe hết. Rồi ông về nói là em biết hết mà anh không có quyền chọn lựa. Nên là thôi em cố gắng với anh. Xong rồi ông nắm cái tay chị vậy nghe. Sao mà có giống nhau, giống nó truyền cái hơi ấm quá cho chị. Bà chị có nghị lực gì vượt qua. Tối đó ông viết một cái giấy vậy nè. Ông viết là bà Vũ là bà chịu cái gì, bà không chịu cái gì, bà thích cải lương băng nào, mà nghệ sĩ nào nữa. Tất cả sở thích của bà là thầy viết cho chị hết để mà chị thích nghi với bà. Hai vợ chồng cố gắng hết sức. Cố gắng. Chị với mẹ chồng chị tới được bây giờ là nhờ ông xã chị. Có bao nhiêu tiền là đưa cho chị hết. Rồi ông đưa cho chị xong rồi ông về kêu chị là em đem cái tiền này về cho bà Vũ. Em cứ nói là tiền này tiền của em. Bà muốn ăn cái gì có khi hai vợ chồng không dám ăn. Nhưng vẫn đem về cho bà Vũ. Ông về nhà Vũ á, thì ông nói là chị mua đồ gửi về cho bà Vũ. Còn ông lên trên này á, mình chỉ biết mà bà Vũ có biết nấu nướng gì đâu. Mà ông mua đồ á, rồi ông đem lại. Ông nói bà Vũ gửi cho chị. Ủa sao kêu bà Vũ mà không kêu bằng mẹ? Kêu từ hồi nhỏ đến giờ vậy. Đầu nào giờ vậy đó. Vậy giờ con kêu Vũ được không? Tao đẻ mày mà lượt mà. Bà, như con hỏi bà lúc nè. Sao lúc đó bà nhìn nàng dâu sao mà bà khó như vậy? Không phải cái tính cậu nào giờ không biết bà có hình sao á. Cứ về làm dâu con biết không? Trời ơi, nói cô đừng cười. Ôi, nó nói với bà 10 tiếng mà nghe có 2 tiếng thôi. Ủa sao vậy bà? Không được, thiệt cái đó là đừng cười. Là vùng khác. Bây giờ ba mấy năm nó nói hơi rõ cho nghe con. Quen rồi. Bà nói thiệt với con nè. Nó nấu bà ăn không được gì trơn luôn. Nấu được kiểu nó á. Thiệt. Nha. Nhưng mà rồi nói vậy chứ. Bây giờ cũng quen rồi. Dạ. Đây nè. Tới bây giờ á, thằng con trai của bà còn gạt nó đó. Gạt lên con nó gạt mày con nghe bà nói vậy nghe. Dạ. Trời ơi nó thương tiền lắm. Mua 50 ngàn á thì nói chừng 20 ngàn bà ăn ngon lắm. Bởi cái ăn ngon lắm nha. Rồi mà nói chừng 50 ngàn á thì thôi cái đó không ngon không ngon chẳng định mua nữa. Dạ nha. Còn đau á là con trai tôi đi mua 100 ngàn tiền thuốc về nói chừng 50 ngàn á thì hết bà nào nha. Còn nói 100 ngàn á bệnh tiếp nữa không có tiền. Thứ tiền lắm. Vậy là chị là quá tiết kiệm luôn đúng không? Trời. Nhưng mà rồi đến khi nào thì bà mới cảm thấy thương nàng dâu này? Nói chị cũng không có lâu. Ăn mắm nó thấm vào lâu con ơi. Ở 5-7 năm rồi cũng thấm. Năm bây giờ đẻ đứa cháu nội là thương luôn tới giờ. Tức là đẻ cháu nội mới thương đúng không? Đâu phải dễ đâu Quyền Linh. Không dễ hả? Mà chị về ông xã chị phải cương quyết là 5-6 năm sau làm được cái gì là đánh dấu. Rồi hai vợ chồng cùng cười vậy đó. Để mà cố gắng mà 5 năm sau chị thấy về cái tình hình nó ổn rồi, chị mới sinh thêm một đứa nữa là thằng con trai. Rồi từ đó về sau đã bị ổn. Giờ chị rất mừng. Mừng cái thứ nhất là gia đình chồng chị á, từ trên xuống dưới đều yêu thương chị. Wow, yêu nhất thương. Là hai đứa em gái. Nếu như không có sự nỗ lực của nàng dâu á thì chắc chắn là
nó sẽ tan rã lâu rồi. Về bà vú thương nàng dâu dữ không? Không, bây giờ thương rồi à. Nhưng mà nó thiệt, nó thương tiền nó mới mừng nên sự nghiệp. Dạ. Tôi cảm động con cái là nó có tình người. Để bà nói con nghe. Dạ. Tiếc tiền thiệt, thương tiền thiệt. Dạ. Nhưng mà ai bệnh ai hoạn ở đâu nó cảm động lắm. Chạy bén chết bén sống lo này lo kia này kia nọ. Người ta bệnh mà ta mượn có 50, ta đâu dám mượn nhiều. Thôi thôi lấy 100 đi, lấy 100 cho nó đủ. Nó chặt được cái đó không thoải mái đó. Đó người thoải mái phóng khoáng. Mượn con 1 triệu chứ con cứ đòi hoài. Đúng là chú mượn con 1 triệu con phải đưa 2 triệu. Đúng không bà? Ừ. Tình người như thế luôn. Chị thôi chú mượn bà coi bà cho không? À, giờ mày mượn tao nhiêu? 500 cho liền à? Cho liền luôn hả? Ờ cho mượn liền à, trình là trả không có trả. Không không trả không được, già biết phải trả thì mua răng mua trầu cao ăn chứ. Trả nhưng khoảng vài năm trả được không? Vài năm thì chết mẹ rồi còn cái gì trời. Vài năm thì chết mà chứ định lại lấy 500 ra được cúng bà đó. Trời ơi, thôi đi con. Thôi thôi, thôi nằm đi. Thôi đứa thôi, Quyền nằm. Linh ơi, tội nghiệp tao, tha tao đi. Không có mượn 5 được không? Hả? 5 thôi. 5 chắc rác được. Rác được rồi. Ờ, rác được. Mà có lấy lãi không? Hả? Lấy lãi không? Lãi không? Không, không lấy lãi cho mượn, không, không lấy lãi. Hay quá thấy chưa? Trời ơi, lấy lãi được chứ, sống bao nhiêu mà lấy lãi cho măng tiếc. 500 mình dám cho mượn, bây giờ con lấy lãi cỡ tháng nhiều, mấy đồng mấy cát. Vàng tiếc thành cho nó mượn luôn. Đúng rồi. Giờ bà thương con không? Hả, à, thương. Đó, đâu cần lấy lãi đâu. Mai mốt mày có chuyến đi mày về Cần Thơ kiếm bà nha. Dạ, bà có đãi con gì không? Vậy tao mua ốc. Ốc á, ốc bu ha. Trời ơi, luộc lễ kho ăn ngon nhất chắc. Rồi. Đi kho dĩ xả ăn nhất nhất cho. Bữa đó con về ăn ốc, con lấy 500 luôn nha. À, ừ, cho mượn. Rồi. Nhớ tay. Nhéo luôn. Nhéo luôn. À, nhớ nha. Mà mượn nới năm tới trả ha. Dạ. Ừ, năm đúng rồi. Đúng, đúng năm nha. Ờ, à, đúng. Chứ đòi trước năm là không có tiền không, trả. Không, không, không có à. Nhưng mà để nhiều không được, để nhiều năm mà trời ơi, bà biết có sống lâu không? Lâu, lâu. Lâu không? Ờ, 20 năm nữa đó. Ây, ngô phạt. Có bao giờ bà bệnh á, bà cảm thấy là nàng dâu này lo cho mình quá nhiều? Trời không có lo, ai lo. Ai kệ, để bà ngồi. Ớ, lên ngô phạt. Cứ ngồi thoải mái, thoải mái, thoải mái. Thoải mái mỏi giờ, mỏi giờ. Cứ thoải mái như dưới quê. Bây giờ chị còn khẳng định rằng về Quỳnh Linh mừng cho chị là chị làm dâu được 80%. 80% là dâu miền Nam. Từ nấu nướng cho đến tất cả mọi năm thứ. Năm 7, năm 5, bây giờ nấu được hết trơn. Nấu được hết rồi đúng không? Giờ bà đâu chê cái gì đúng không? Chê gì nữa? Không chê nữa, bây giờ khen rồi. Còn 20% là chị thua rồi, là giọng nói của chị. À, chị không có thay đổi được. Lạ nhỉ? Ừ. Chị ở trong đây bao nhiêu năm mà chị không? Ở là gần 40 năm rồi đó, mà chị nói không được nha. Chị người ở đâu chị? Chị người Quảng Trị đó em. Quảng Trị à. Hả? Chị là một cái người phụ nữ mà nhiều người phải học, đó là tính kiên trì. Yeah. Để có thể thu phục cái tình cảm của mẹ chồng. Yeah. Nhưng mà cái sự thay đổi của bà cũng rất là đáng quý. Bởi vì từ lúc mà không thích con dâu, bây giờ ra yêu con dâu nữa. Bây giờ á là anh em nó thương nhau lắm. Dạ, bà thương không? Thương chứ, làm giờ sao có nào thương? Bà ôm hôn con dâu không? Không hoài. Có nào mà mẹ chồng nàng dâu hát karaoke chung không? Không, bà hát cổ hay lắm á. Hát bài cho quý vị nghe coi, mình lính nghe. Hát đi bà. Hát đi bà, đúng rồi đó. Một câu thôi nha. Dạ, dạ câu được thôi. Nhiều quá. Dạ. Rồi giờ chạm phát tay phải không? Vỗ tay. Gió thu thổi tạt tặng cõi lòng tê tái, cảnh thu hồi tàn nguồn ân ái vẫn khô khan. Mỹ hương em ơi miết tình cảnh nhau chăng, anh yêu em như đáy biển sâu dám để trôi dài theo mây bắc. Ngày mai đi ra đi ước chi cho mũi đạn của quân thù. Rồi, được chưa? Biết không? Thôi được. Chưa hết. Được không? Mệt. Thôi hát không được, giờ mình kể. Đeo kiểm thôi, đeo kiểm thôi. Đeo kiểm thôi. Kể thì kể. Rồi kể đi thì thôi. Con dâu có bao giờ mua quần áo tặng bà không? Đây nè, đồ còn nhiều lắm, 2-3 bộ lận. Cái đó thiệt mà bận không được. Giờ bà mập quá hồi đó. 52, 54 rồi quá trời rồi. Dạ. Bây giờ tới 6 mấy mập chi dữ vậy trời. Đâu có mập đâu. Đâu bận đồ không được luôn. Để con nói nghe mấy đạn trường. Bởi ăn mắm nó thấm vô lâu. Mua ở trong này không phải màu này. À, muốn mai cho vú là 22 cái. À. Nha.
mà đặng mà công việc cho nó đẹp. Rồi cái kia nó không đợi, cái thợ may nó mới kêu: à, cô ơi cô, cái này may cho bà không đủ, cái nó phải chạy xe lên đó. Rồi nó lấy cái sắp giải đó, nó trả đằng kia, nó lại đằng nọ, nó mua của người ta trả, phải bồi thường người ta mới chứ. Mai mấy bộ bà? Hả? Mai mấy bộ? Một bộ bạn đi ở nhà khó đọc cho mai. Tại giờ mập quá, đi lên thăm tụi bay người ta mới bận đồ này nè. Chứ nhà không mặc hả? Bận đâu có đi hai ba cái ông già. Lâu lâu được. Thứ bảy mặc cho nó vui. Bây giờ mấy mai mới bận được, thứ bảy được, thứ nhật là được. À. Còn mấy cái kia chỉ bận tận này nè. Dáng còn đẹp lắm bà. Chưa bà trẻ cho bà trẻ. 54 hết. 54kg hả? Ờ, cỡ đó thôi, không còn nữa. Ở đây 56 đi. Sao mấy dạ. Vậy là còn giữ dáng ngon rồi. Đây năm mấy, đây sáu mấy là giữ dáng ngon rồi. Có, bà bây giờ sao gần 70kg rồi. Bà vừa 64, 65kg rồi. Bà có tập thể dục không? Ờ, tao không biết, ở nhà tôi quay đủ thứ. Ờ, với cùng con trai thôi, nâng cái gì đó sao đó, chạy xe vậy đó nha. Mà đứng dậy nó chạy tê mình nó trơn luôn. Bà hả? Ờ, nó mua cho đem về cho chạy cho bà. Còn à, hả, ngồi thì còn đứng lên còn coi bộ đồ vậy đẹp quá bà. Trời ơi, đẹp lắm, tụi mình nó giỡn mãi. Trời ơi, mới mang qua thôi. Trời, mới mang lấy dùng qua, bận đây đó ông ơi. Mà có cho tao nói vậy. Thiệt. Mai để mặc chương trình nữa đúng không? Ờ, đúng rồi. Để mốt lên bữa nữa chương trình khác nữa mặc bộ nữa nha. Trời ơi, có tiền đâu kinh đi xe hoài cha. Vui không bà, vui á. Thì con mở gần bà chắc con qua nhà bà hoài luôn á Vú. Bây giờ là về rồi, nhưng bây giờ chị vui lắm, Quỳnh Linh. Vui. Chị vui lắm. Lâu lâu không, mình đâu nói câu này là đặc biệt nói rồi, nghe. Dạ bà nói đi. Ờ, à, mà nói thiệt với hai con nha. Bây giờ đổi con dâu Việt Nam bà không đổi đâu. Không, cái đó nói thiệt. Cái tật của nó đó, nói thì nói thẳng luôn, không sợ ai buồn hết. Nhưng mà ta chịu vậy, không nịnh bợ ai. Vậy tốt chứ bà. Đó, bởi vậy, bây giờ mình hiểu đó, đời được trời em cũng quá lớn tuổi rồi. Phải hả? Nay bà mấy cháu rồi, tổng cộng bà có mấy cháu rồi? À, cháu Cốc á hả? Cháu Cốc 4 năm cháu. Cháu Cốc là sao bà? Thì giá tỷ như nó kêu mình bà ngoại, bà nội, rồi nó đẻ ra con, nó kêu mình bà Cốc. Bà cố chứ? Bà cố không, đó. Không, bà cố không chịu đâu. Ủa sao không chịu? Ghê. Bà cố không chịu. Bà cố không bà cố mà không nghe, mình lên núi mình coi mấy người đó kêu: à, bà cố hiểu quỷ dương tinh. Ôi, tôi sợ lắm. Bà không có phim nhiều lắm rồi đúng không? Hả? Trời ơi, thôi Quỳnh Linh, coi cả lương nghe, mà coi cả đêm luôn. Cả đêm tao xong là mai là bà Quỳnh Linh mặt một người nào á, tao sợ tao luôn. Quỳnh Linh phải chương trình với bà. Tao nói đó, thấy không? Thằng mít, thằng trai, thằng ổ gì tao nói trúng hết trơn luôn. Bà hay coi chương trình Quỳnh Linh không? Trời ơi, có sao không? Bởi vậy cho nên á, anh tao từng mừng từng hoài. Hoài Linh, Quyền Linh gì hai cái tôi quên hoài. Mà con kia kia nhiều đó, tôi mới gặp coi này tôi hơi lâu lâu thôi. Còn tôi coi mấy năm trước tôi nói thiệt. Ừ. Trời, có thời gian con nói chuyện tới bà tới sáng luôn á thiệt á. Thôi, đừng có hát. Bà mà đi coi, bà coi mà coi ca cổ nghe. Là giai nào Quyền Linh sáng mai là Quyền Linh phải chịu đựng nghe. Kể. Dạ. Con đó tao không ưa nghe, thằng đó là tao ưa nghe. Trời. Là phải nghe cho hết tuồng mới chịu. Mà chị là người chịu đựng nè. Là phải ngồi nghe hoài. Nghe, không nghe đắng được. Tao nói sao mày nghe. Có khi chị vừa làm thì phải coi. Tao phải chiều bà còn hơn chiều gì đâu á. Chiều gì lắm. Thí dụ giờ mới được vậy đó. Bây giờ cũng vậy mà hồi nào vậy nhỉ. Mà tao nói với ông xã tao vậy. Tao ông ơi, tôi nói với ông nghe. Thì ông đứng đó tôi nói nghe. Tao nói mà bị đẹt đẹt. Đi đâu vậy ông nội? Ở đây trên tối cho nghe đi đâu vậy? Ờ, vậy đó. Không, tôi nói thiệt. Đúng rồi. Con cũng vậy. Cái gì mà tao ghét tôi đừng nói. Mà nói gì đâu nghe hết đâu. Đúng rồi. Đúng không? Hãy nghe cho rõ là bây giờ con mặn đó rồi đi. Thằng con trai tao bây giờ đấy nè. Mà nói gì cọc hoài à. Cái tao mới hỏi Tùng, bây giờ mày quẩn chưa hả Di Vú? Con nghĩ cái đó đi, Vú nói chuyện. Rồi là nghỉ liền. Đúng rồi. Nói là phải tập trung nghe bà nói. Nói thật thiệt. Ai đâu bà nói mà bấm điện thoại sao được. Nói tùm lum đà la. Mấy đứa nhỏ vậy giờ đó bà ơi. Mình nói nó bấm mà. Thôi tao không cần nói mày. Thôi nghỉ, tao nói với mày. À nghỉ luôn đi, đúng rồi đó. Mấy cháu nội rồi bà mấy cháu nội rồi? Cháu nội nhiều lắm. Nhớ không, nhớ hết không? Sao không nhớ? Nhớ tên hết không? Sao không nhớ? Tao kể tên số cháu nội rồi. Trời ơi, mình ghi mình còn nói bà này bà đẻ nhiều sao cháu nội bà dữ nữa. Nhưng mà giờ nói tổng thấy không, cặp vợ chồng ta đẻ đứa trai đứa gái sao, còn tao quất tới 7-6 đứa. Trời ơi, rồi nói chồng bị đồn giống như nữa ông nội. Bây giờ bà sẽ nghe một trong những đứa cháu nội của bà nói cái gì đây ha.
Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Lê Lộc. Gia đình của em rất là yêu thích chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em tên là Ái Trinh. Em chính là người đã động viên và khích lệ mẹ của em đăng ký tham gia chương trình này. Bởi vì em được biết là trong suốt quá trình 35 năm làm dâu của mẹ, đã có những lúc thăng trầm, mâu thuẫn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Nhưng ba của em đã luôn động viên, bên cạnh chia sẻ với mẹ em. Và cho đến ngày hôm nay thì gia đình của em đã cùng nhau rất vui vẻ và quây quần bên nhau, sống rất hạnh phúc. Và cũng thông qua chương trình này thì em cũng mong cho bà nội của em sẽ luôn sống vui, sống khỏe. Mong cho mẹ sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống. Và cũng xin được chúc cho mẹ và bà nội tham gia chương trình thật vui vẻ nha. Em cũng xin được chúc cho anh Quyền Linh, chị Lê Lộc và những anh chị thực hiện chương trình sẽ có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Hey. Bà nhớ cháu này tên gì không? Dạ, Ái Trinh với gì không biết. Đó, nó mới giới thiệu đó. Còn minh mẫn lắm. Bà nhớ dài lắm luôn á. Rồi, hôm nay á, bà có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì mình cũng muốn là nó vợ chồng nó vui vẻ, cha mẹ rồi mình vui vẻ với mình là được hạnh phúc rồi. Nhưng mà Vũ nói con nghe, cái gì lo thì lo với người ta thiệt, nó nhiều tình lo lắm. Nó có tình người, nó thấy người ta đau bệnh hay cái này nữa, nãy mà bà mới nói đó. Dạ đúng rồi. Người ta mượn 50, ta không dám mượn nhiều. Mượn 50 thôi, mượn 100 đi, lấy 100 đi. Cô có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì không cô? Quá thiên cũng đã dài rồi. Dạ. Và cô đã cảm nhận được hết rồi. Chỉ trong mẹ là sống vui, sống khỏe. Mẹ rất là vui, bây giờ vui lắm. Vui. Đi đâu mẹ cũng về cô à. À vui. Thôi giờ con chúc Vũ khỏe. Mà thôi đừng có sẵn giang. Đừng có sẵn giang nữa. Em biết không, một chỉ vàng á là đập ra cho thành hai chỉ. Mà đeo vàng thì là khoái lắm, thì mặt vui lắm. Là ai mày mấy chỉ bà? Thì con chảo nó cho vậy đó. Cho vậy đó. Chỉ nè. Cho là sẵn xong rồi mấy chỉ bà. Mấy chỉ. Này cái. Mày đừng nói chùm này để ta ra khỏi cửa chứ. Con đừng cho ta biết nha. Cây. Một cây luôn. Cây luôn hả? Trời ơi. Nói chùm ta biết. Mà đeo vàng là cái mặt vui lắm. Ủa bà đeo gì bà đeo một cây vàng cái gì bà? Trời ơi la lớn dữ trời. La lớn quá hả? Ta biết. À, dạ. Đừng có nói bà con cây vàng. Trời cho nó đi xe nhà bà mẹ đeo này đeo kia đó nghe. Còn nữa không? Còn nữa. Hả? Còn. Còn mấy cây nữa? Không, không có mấy cây đâu. Nhưng nhớ được vụ 500 nha. Thôi được rồi. Dạ được rồi. À, nếu mà con chúc cho Vú thì Vú cũng chúc cho con nha. Thôi bây giờ mình ráng lo cho mình đi, đừng có lo người bao đồng nữa, thấy không? Vợ chồng ở với nhau cha mẹ vậy là hạnh phúc rồi, vui vẻ rồi. Con nhớ nghe, kiếp này với kiếp sau rồi con đi cho Vú đi kiếp con à. Con sổ ơi. Mẹ ơi, đi kiếp rồi có làm khó người ta nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Kiếp sau con cũng kiếm Vú á. Mượn thêm mấy triệu. Rồi húng rồi, húng rồi, húng rồi. Trời ơi, phải tụi mình ở kia phân bì mày. Được rồi, mẹ con mà. Trời ơi, cảm ơn bà. Con vui vẻ nghe. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ này là về coi gì? Nhớ con với Lê Lộc nha. Giờ về bỏ đồ ăn rồi tụi bay có chơi dơ không? Không, sao đâu. Đồ ăn lên đây ngồi là lấy ra con ăn hết rồi. Về đẹp nha. Đẹp đó bạn. Đẹp. Về đừng mắm quẹt, ốc kho là để ra sẵn nha. Có để gì khác à? Để dưới khác gì thì nó lem sao? Không có đâu. Đâu gì tôi để cho tôi coi nè. Được quá cho thôi chứ. Còn đây nha, con gửi tặng cho gia đình mình là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Rồi cảm ơn con. Còn đây là con giữ cái này không rồi lãnh ra đây. Cái này còn của bà nè. Rồi lãnh ra đâu? Có, đi xuống đây là, ra đây là lãnh liền. Dạ, bà cầm thầy son không? Cái này là mỗi ngày bà đánh màu nha. Bộ son Eureka đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Con tặng bà nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Bà xài, có xài son không? Có xài son không bà? Thì dâu tha tha bậy đi. Tha bậy đó. Con cảm ơn bà với lại chị đến. Thì dừng thơ kiếm Vú nha con. Kiếm Vú nha. Dạ, con cảm ơn nhớ bà. Nhớ mà cái vụ 500 con không quên đâu. Không quên rồi. Tao cũng quên. Tao cũng quên.
nhớ nha. Dạ. Nhớ nha, chơi chơi có gì dưới thăm vú nha con. Dạ. Cảm ơn hai đứa nghe. Dạ, cảm ơn cả trường quay nha. Dạ, trời ơi.